làm cái gì mà lề mề thế? Nhanh cái tay lên. Chị nhìn nè, toàn cứ trâu thôi. Banh cái miệng bao ra. Chị ấy hết vào mặt em rồi. Tại mày chậm đấy. Chết rồi chị ơi, rách áo rồi. Đâu? Chết, em buộc cho chị. Em buộc như thế này, mẹ không phát hiện ra đâu. Mà chị ơi, chị cứ đổi tội hết cho em, mẹ không đánh em đâu. Bố ơi, bố! Sao đây con? Làm sao? Chị Nam đâu? Sao đây con? Chị Nam làm rách áo. Ôi trời ơi, thế mà bố cứ tưởng có chuyện gì. Mẹ con chạy nhanh nhanh. Ăn quả lừa rồi. Ra biển tắm nước các con nhanh. Ăn quả lừa rồi. Trời ơi, đấy, mặc cái áo vào trông lớn hẳn ra con ạ. Bố, thế con áo của con đâu? À thì con nhiều quần áo rồi mà. Nhưng mà con thích đồ mới cơ. Chị mặc chật rồi chị đưa cho em mặc. Đúng rồi, mai này tất cả đồ này của con hết đấy. Thật à bố? Thật. Đây đây, chạy vào thử cho bố cái áo này xem nào. Đấy. Quần áo ở đâu mà cứ tung ta tung tẩy. Ôi này, sao mua lắm quần áo thế này? Tiền đâu ra mà mua? Không mua thì ở đâu ra? Tôi đi xin về đấy. Đi xin á? Đi xin sao đồ mới thế này? Lại cùng một cỡ nữa. Diệp ơi, đấy cái áo này có mũ nhá, con đội đỡ nắng. Đấy, đi vào thử đi. Nhanh. Vừa làm sao đâu mà thử. Hả? Rộng thùng thình ấy, thử làm cái gì? Không cho nó thử thì làm sao mà biết vừa hay không vừa. Thế không có cái nào cho tôi à? Đã ăn xin còn đòi xôi gấc à? Ôi rồi, cái này vừa này. Ủa ơi, em mà mặc cái này đi bán cá ấy, khéo nổi nhất chợ ấy nhỉ? Trông như con cá lành canh ấy. Ý anh bảo là tôi đánh hanh rồi đúng không? Lúc nào cũng chê vợ. Thử thả lên nào. Xinh không? Đấy, áo này mặc đi học là tuyệt vời luôn. Đây. Ôi dồi ôi. Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Đấy, mặc cái áo này là khỏi mặc quần luôn này. Nó rộng thùng thào thình. Rộng cái này cho nó mát. Ừ. Nhưng cái rộng như thế này con không thích đâu. Đấy. Không thích cũng phải mặc. Đi. Này, con thử cái này cho mẹ. Đi, đưa đây. Khổ quá rách. Thử cả cái này nữa, nhanh lên. Cái này có vừa đâu mà thử. Đây đây, con vào con thử nốt áo này đi. Chả làm sao.